Từ nay đến cuối tuần, vùng hạ lưu các sông của Nam Bộ bước vào đợt triều cường đầu tháng 10 âm lịch. Đỉnh triều sẽ rơi vào các ngày 6, ngày 7 tháng 11 với mực nước cao nhất từ 5 đến 20cm. Đây là một đợt triều cao trong năm, vùng trũng thấp ven sông, kênh rạch ở Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Cần Thơ, Bạc Liêu có thể bị ngập úng. Về diễn biến thời tiết toàn Nam Bộ trong hôm nay, dự báo trưa chiều nắng mạnh và nóng. Đồng Nai, Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh 34 độ, các nơi khác dao động từ 32 đến 33 độ. Về chiều tối, mây dông phát triển gây mưa rào cục bộ,